Em nhìn anh bao giờ trong đời chưa? Nhìn năm sáng như thế này. Mới giờ bây giờ mới biết thì nguyên tuần nay nhận chưa đăng ký học lớp thầy, nhưng mà thấy cái cách của thầy dạy á ở trên YouTube á thì mình bắt chước làm theo trước khi mình tới đây mình đăng ký mình học. Vậy là em nhìn được một tuần rồi hả? Dạ. Chia sẻ cái cảm giác lúc nhìn một tuần thấy sao? Mình thấy đồ ăn nó cũng thèm dữ lắm á, nhưng mà uống nước ấy, nó hết trơn hả? Rồi mình thấy người nó cũng nhẹ nhàng hơn, thấy mở bụng á, mở bụng là nó xuống á, mà ai cũng thấy rõ luôn. Thấy thích lắm. Rồi giờ này em nhịn một tuần rồi giờ mới đăng ký học. Vui lắm à? Dạ cũng vui chứ. Lúc trước mà có bao giờ nghĩ là cái mở bụng này mà giải quyết được không? Không, cũng có, nhưng mà ví dụ như giờ em lên kế hoạch á, là 3 năm em tập gym 3 năm thì em mới giải quyết được cái mỡ bụng. Nhưng mà em tập mới 5 rưỡi à, rồi cũng xuống, nhưng mà nó xuống rất là chậm. Thì khi mình nhịn ăn cái này á, mình thấy nó xuống, mình thấy nó lạ lắm. Và mọi người trong phòng tập ai cũng kêu ủa bữa nay sao nhìn thấy nhẹ ký này hả, kêu không ký nó vẫn vậy á, mà sao thấy nó nhẹ thì mọi người thấy nhẹ thì không biết. Ok, vậy là một năm rưỡi tập gym mà xuống không có bao nhiêu đúng không? Dạ đúng rồi. Mà bữa nay là nhìn ăn gọi là ăn 168 thì đúng không? Dạ. Ăn theo công thức 168 mà bữa nay là đã thấy giảm rõ rệt mà ai cũng khen đúng không? Dạ đúng rồi. Nhất là mỡ bụng. Rất nhất là mỡ bụng là coi như là tiêu đáng kể. Dạ đúng rồi. Là vui rồi. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.